Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn mà cách chơi của dòng xe tăng hạng trung. Trong World of Tanks thì có 5 loại tăng là tăng hạng nhẹ, hạng trung, hạng nặng, SPG và pháo chống tăng. Thì trong đó xe tăng hạng trung thì nó sẽ có những ưu điểm và nhược điểm. Như sao? Ưu điểm của nó là hỏa lực nòng của nó là từ 70 đến 90, có xe tăng thì đến 100 mili. Nói chung tốc hỏa lực của nó là trung bình. Giá thì dày từ 40 đến 100 mili, nói chung là cũng trung bình so với tăng hạng nặng. Tốc độ thì 70 đến 50 cũng tùy loại. Camo thì nguy độ nguy trang thì nó cũng mức độ trung bình, nói chung xe tăng trung bình mà. Nhược điểm của nó là trung bình nên không thể xuyên giáp mà trực tiếp tăng hạng nặng. Giáp mỏng thì đối đầu với tăng hạng nặng thì cũng mắc mẹ như chơi, thì dày từ 40 đến mili, 40 đến 70 đến 100 mili, tùy theo góc nghiêng có thể nâng đến 200 mili. Tốc độ thì nó cũng trung bình, là tại vì tầm khoảng 70 đến 50 thôi. Nhanh nhẹn hơn tăng hạng nặng, và tăng hạng trung thường là từ 10 tấn cho đến 40 tấn. Nòng pháo dưới 105 mili. Thường sẽ tăng như vậy. Qua đó mình hiểu rõ về ưu điểm và nhược điểm của tăng hạng trung thì mình mới tiến đến mục đích sử dụng của tăng hạng trung là gì. Mục đích của nó là hỗ trợ bảo vệ các tăng hạng nặng để thọc sâu vào trọng điểm của bản đồ. Thứ hai là bắn tỉa xe tăng do thám khi không có LT hoạt động. Như trận này thì không có LT hoạt động thì xe tăng hạng trung trở thành khu vực dở do thám để cho tăng hạng nặng bắn hỗ trợ hỏa lực. Và cách chơi của tăng hạng trung đó là đầu trận chúng ta sẽ chiếm những vị trí quan trọng trong bản đồ, do thám phát hiện đội hình của địch để báo cho đồng đội phát hiện vị trí, xử lý đường đi của kẻ địch. Chúng ta sẽ thực hiện mục tiêu bắn tỉa và phòng thủ, chờ sẽ tăng hạng nặng đến yểm trợ bọc lót đánh chặn để không cho kẻ địch chiếm những vị trí quan trọng của bản đồ. Và mục tiêu là bắn tỉa giúp đồng đội tăng hàng nhẹ khi do thám, cần phải bắn tỉa mấy cái xe tăng tiêu diệt xe tăng hàng nhẹ của bên mình á. Thì đến giữa trận thì chúng ta sẽ tiến hành vẫn tiếp tục mục tiêu là bắn tỉa các xe tăng bị rời khỏi đội hình vị trí, thọc sâu vào đội hình của xe tăng, mở đường cho xe tăng hạng nặng tiến sâu vào trận địa. Và cuối trận chúng ta phải xung phong và chiếm những vị trí quan trọng chủ chốt của bản đồ do đồng đội mình đã chết hy sinh, và do thám và phán đoán cái địch ẩn nấp mà ở đâu. Tại vì mình dựa vào bản đồ con á, mình sẽ phán đoán kẻ địch nhằm cô lập vị trí của xe tăng của kẻ địch. Nói chung game này là chủ yếu là để bắn tỉa thôi. Chúng ta không nên liều mạng, chúng ta chủ yếu là để hỗ trợ hỏa lực cho xe tăng hạng trung thôi, do thám hạng trung, và bắn tỉa bọc lót cho đồng đội. Qua đó trong các trường hợp thì cách đánh của mỗi bản đồ thì nó sẽ khác nhau, và tùy vào trận đánh và đội hình của chúng ta
đôi khi đồng đội mình nó cũng ngu nên mình cũng thua, dù mình bắn giỏi nữa mình cũng thua. Nên đừng quên vị trí nhiệm vụ của tăng hạng chung để giúp cho chúng ta, đồng đội chúng ta chiến thắng. Thôi video đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại bạn video sau. Bye bye.